Chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày về module 1 theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản ban hành kèm theo thông tư số 03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ở phần này, đầu tiên mình sẽ trình bày về kiến thức cơ bản về máy tính cũng như là mạng máy tính. Phần này sẽ gồm 4 phần: phần cứng, phần mềm, kèm theo sau đó là hiệu năng máy tính và mạng máy tính và truyền thông. Thì đầu tiên là về phần cứng của máy tính. Thì ở đây phần cứng máy tính là phần mình có thể nhìn thấy được, sờ được, và đó là thành phần làm từ các thiết bị điện tử giống như là màn hình, bàn phím, chuột, bộ vi xử lý. Thì ở phần này mình sẽ nói về các thuật ngữ cũng như là các thành phần của phần cứng. Các bạn có thể thấy đây là hình ảnh cho máy tính cá nhân, bao gồm máy tính địa bàn là gọi là desktop computer, hoặc là máy tính xách tay, laptop, hoặc là notebook hoặc là netbook. Thì đây là một ví dụ khác về phần cứng máy tính. Ở theo phần thiết bị cầm tay thì mình có thể nhìn thấy được đó là bao gồm máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc là đồng hồ thông minh. Thì đây là những thiết bị rất là quen thuộc hàng ngày đối với các bạn. Hàng năm slide là thể hiện các thuật ngữ cơ bản của phần cứng máy tính. Dữ liệu sẽ theo luồng của mũi tên ở trong hình. Thì dữ liệu sẽ được đưa từ thiết bị nhập, được đưa vào bộ xử lý trung tâm CPU, sau đó được xử lý và được lưu trữ ở bộ bộ nhớ, sau đó lại nhờ bộ xử lý trung tâm xử lý xuất ra ra ngoài. Thì thiết bị nhập ở đây các bạn có thể lấy ví dụ là chuột hoặc là bàn phím, còn thiết bị xuất thì có thể là máy in hoặc là màn hình máy tính. Thì bộ xử lý trung ương CPU ở đây là thành phần quan trọng nhất. Trung ương hoặc là trung tâm là thành phần quan trọng nhất. Thì nó sẽ thực hiện các câu lệnh của chương trình bằng cách thực hiện các phép tính số học, logic hoặc là so sánh các hoạt động và các hoạt động nhập xuất dữ liệu. Thì ở trong bộ xử lý CPU thì nó sẽ có 3 phần chính. Thì khối điều khiển, khối tính toán và các thanh ghi. Thì khối điều khiển ở đây thì nó sẽ điều khiển hoạt động xử lý, còn khối tính toán thì nó sẽ thực hiện các phép tính toán số học và hoặc là logic, sau đó nó trả lại kết quả cho các thanh ghi hoặc là bộ nhớ. Thì thanh ghi ở đây thì nó có dung lượng nhỏ nhưng mà nó có tốc độ truy cập rất cao và nó nằm ngay trong CPU. Nó dùng để lưu trữ tạm thời các toán hạn kết quả tính toán từ khối tính toán số học, hoặc là nó lưu trữ các thông tin điều khiển. Thì mỗi thanh ghi lại có một chức năng cụ thể khác nhau. Và sau cùng thì nó là bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Thì bộ nhớ ở trong máy tính thì là sẽ là nơi lưu trữ dữ liệu, và tùy vào từng loại thì nó sẽ có những tính chất khác nhau trong việc lưu trữ dữ liệu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các thành phần của máy tính. Thì đầu tiên là thành phần quan trọng nhất, hay là người ta còn được gọi là bộ não của máy tính. Thì khi mà tìm hiểu về CPU thì sẽ có hai thông số mà mọi người quan tâm nhiều nhất. Thì thông số thứ nhất á, là tốc độ xử lý, và thông số thứ hai á, là số lỗi hoặc là số nhân. Thì về cơ bản, tốc độ xử lý của CPU thì người ta hay còn được gọi là tốc độ xung nhịp, thì thường được đo là Hz. Nhưng mà hiện tại bây giờ á, thì thường tốc độ của nó đã là GHz. Thì tốc độ xử lý của một CPU là thước đo của số chu kỳ quay của một CPU có thể thực hiện được trong mỗi giây. Ví dụ một CPU có tốc độ là 1,8 GHz thì nó có thể thực hiện được 1.800 triệu chu kỳ quay trong mỗi giây. Thì thông số thứ hai là lỗi hoặc là nhân. Thì hiện tại thì một CPU có thể có nhiều lỗi. Ví dụ như CPU của Intel thế hệ mới nhất là Core i9 thế hệ 10 thì số lỗi đã tăng lên là 10 lỗi. Còn AMD thì số lỗi tăng lên có thể lên tới 64 lỗi. Thì mỗi lỗi ở đây thì nó sẽ đảm nhiệm một công việc xử lý. Thì về cơ bản thì mỗi lỗi ở đây chính là một bộ xử lý trung tâm. Thì khi mà đánh giá
đánh giá một CPU có mạnh hay là không á, hoặc là nhanh hay là không á, thì người ta sẽ kết hợp tốc độ xử lý hay là tốc độ xung nhịp, tham khảo thêm về số lõi của CPU để đánh giá nó. Khi nói về bộ nhớ máy tính thì mình sẽ nghĩ đến những thiết bị mà được sử dụng để lưu trữ thông tin, lưu trữ dữ liệu. Thì bộ nhớ máy tính thì người ta được đo bằng đơn vị bit byte, thì do là máy tính được phát triển thế hệ cơ số nhị phân 0 hoặc 1. Thì bit là đơn vị nhỏ nhất mà máy tính sử dụng. Thì bit sẽ có giá trị là một bit thì sẽ có giá trị 0 hoặc là 1 thôi. Thì tương ứng là chúng ta có thể thấy là một một byte là sẽ bằng 8 bit, và 1 kilobyte là sẽ là 1024 byte. Các đơn vị mà các bạn hay sử dụng hiện tại là megabyte hoặc là gigabyte, thì các bạn có thể tham khảo trong slide để xem được kích thước của nó. Toàn bộ dữ liệu xử lý thì đòi hỏi là mình phải kết hợp là nhiều byte lại với nhau. Mỗi tập tin thì nó thường có kích thước khác nhau, và dữ liệu từ các tập tin tăng giảm thì nó sẽ tùy thuộc vào nội dung lưu trữ. Bộ nhớ trong máy tính thì thường được chia làm hai loại là bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Bộ nhớ trong thì sẽ bao gồm là ROM, RAM, còn bộ nhớ ngoài thì là HDD, CD, DVD, USB hoặc là ổ cứng di động. Thì đầu tiên là nói về bộ nhớ ROM là bộ nhớ chỉ đọc. Thì ROM là một loại bộ nhớ trong đó dữ liệu đã được ghi vào từ trước và chứa các chương trình giúp máy tính khởi động. Khác với RAM là RAM nó sẽ xóa sạch sẽ mọi dữ liệu lưu trữ, nhưng mà ROM thì nó sẽ giữ lại nội dung ngay cả khi là máy đã tắt. Đó chính là lý do máy tính có thể bật lên ngay lần đầu chúng ta sử dụng. Thì một ví dụ điển hình của ROM trong máy tính chính là BIOS. Tiếp theo là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên hay là RAM. Thì RAM là một yếu tố phần cứng máy tính mà tại đó những chương trình, hệ điều hành và cả dữ liệu được sử dụng để lưu trữ tạm thời, giúp cho vi xử lý có thể truy xuất nhanh hơn khi cần. Thì RAM là một trong những loại bộ nhớ nhanh nhất của máy tính, nhưng mà nó là một bộ nhớ khả biến, tức là dữ liệu mà lưu trên RAM sẽ bị mất khi mà tắt máy hoặc là mất điện, hết pin. Tiếp theo là phần bộ nhớ ngoài thì có các thiết bị lưu trữ. Đây là một vài ví dụ về các thiết bị lưu trữ, cũng như là ổ cứng, rồi các thiết bị lưu trữ từ xa, các thiết bị lưu trữ di động. Chúng ta sử dụng các thiết bị lưu trữ này là để lưu trữ lại công việc và công việc đang làm hoặc là dữ liệu đang làm. Tại vì RAM thì chỉ lưu trữ được thông tin tạm thời mà thôi. Thiết bị lưu trữ sử dụng sẽ tùy thuộc vào dung lượng mà dữ liệu mình cần lưu trữ, cũng như là tốc độ truy xuất dữ liệu và tốc độ truyền dữ liệu. Chúng ta có thể dùng các phương tiện lưu trữ như là ổ cứng di động, thẻ nhớ hoặc là đĩa quang để lưu trữ các bản sao dữ liệu với mục đích dự phòng hoặc là di chuyển. Tiếp theo là phần nói về các thiết bị nhập xuất dữ liệu, input, output. Thì các thiết bị nhập xuất dữ liệu này cho phép người dùng giao tiếp với máy tính. Có 3 loại thiết bị nhập xuất dữ liệu là thiết bị nhập là gửi thông tin đến máy tính, và thiết bị xuất là hiển thị và truyền thông tin đi ra từ máy tính, và cái thứ ba là trao đổi, thiết bị trao đổi thông tin giữa các máy tính với nhau. Thì thiết bị nhập là bất cứ thiết bị gì có thể đưa vào máy tính, có thể đưa thông tin vào máy tính như là bàn phím, chuột,
Còn thiết bị số thì là bất cứ thiết bị nào có thể hiển thị được thông tin đi ra từ máy tính như là máy in hoặc là màn hình. Ngoài các thiết bị chính dành cho máy tính, chúng ta còn có một vài thiết bị nhập số chuyên dụng khác nữa. Thì thứ nhất là dành cho tức là màn hình cảm ứng. Thì ở đây thì mình sẽ dùng bút hoặc bút điện tử để chọn hoặc là kích hoạt một đối tượng. Ví dụ thứ hai là máy ảnh kỹ thuật số. Thì máy ảnh này thì nó sẽ chụp hình dưới dạng dữ liệu số hóa để chuyển trực tiếp vào máy tính. Thì để xem thông tin thì xem hình thì mình có thể xem qua một đoạn dây cáp nối với máy chụp hình hoặc là máy tính hoặc TV. Hoặc mình có thể dùng thẻ nhớ để lưu trữ nhiều hình ảnh hơn. Cái thứ ba ở đây là webcam. Thì webcam thì có thể cho phép kết nối với máy tính, cho phép chụp hình ảnh và video để chia sẻ với người khác. Tiếp theo là máy quét. Thì máy quét nó sẽ quét quang học hình ảnh, văn bản đánh giá để chuyển thành ảnh kỹ thuật số. Đầu đọc mã vạch thì các bạn có thể thấy đầu đọc mã vạch này khi đi siêu thị thì người ta để quét mã vạch của sản phẩm. Thì sản phẩm thì thiết bị này là dùng để đi thiết kế để cắt giảm lượng dữ liệu cần phải quét vào để nhập vào máy tính. Tiếp theo là máy chơi game hoặc là cần điều khiển joystick. Thì này máy này thì được thiết kế riêng để dành cho các trò chơi, được dùng trong các trò chơi. Và có nhiều loại khác nhau. Một thiết bị thông dụng khác là máy chiếu. Thì ở đây máy chiếu nó sẽ kết nối với máy tính và hiển thị bài thuyết trình hoặc là hiển thị các hình ảnh lên máy tính trên một cái màn hình được treo lên tường. Nó là máy in ảnh. Thì khác với máy in thì máy in ảnh ở đây người ta sử dụng một cái loại giấy, một cái giấy giấy ảnh đặc biệt và có thể in ảnh trên khổ lớn. Cuối cùng là các thiết bị đầu ra chuyên dụng thì có thể là âm thanh hoặc là các thiết bị hỗ trợ người khuyết tật, giống như là các bạn có thể thấy trên slide đó là một một foot mount, tức là chuột chân, tức là chân chuột này dành cho những người có khuyết tật tay, người ta sẽ sử dụng chân để điều khiển chuột màn hình. Phần này mình sẽ giới thiệu với các bạn là về các cổng kết nối IO port hoặc là input output port. Thì một cổng ở đây á, là nó là giao diện vật lý kết nối một máy tính với một máy tính khác hoặc là kết nối các thiết bị đầu vào đầu ra phần cứng. Thì dựa đến việc mà truyền tín hiệu á, thì các cổng sẽ được chia thành hai nhóm là cổng nối tiếp và cổng thông song. Thì các cổng truyền dữ liệu, các cổng nối tiếp nó sẽ truyền dữ liệu là từng bit một, nó đặt trên cho các đường giao tiếp đơn giản, và trong khi là cổng song song thì nó sẽ truyền nhiều bit cùng một lúc. Thì cổng song song có ứng dụng nhiều nhất là cho máy in. Còn cổng nối tiếp thì như trên hình và các bạn có thể thấy đó là một ví dụ cho cổng VGA dành cho kết nối với màn hình cũ. Thì hiện tại bây giờ là cổng này là đang dần được thay thế với cổng HDMI hoặc là cổng IC. Một vài cổng kết nối khác là nhất là cổng USB. Thì cổng USB cho phép các thiết bị có trang bị cổng USB được kết nối với nhau và truyền dữ liệu kỹ thuật số qua cáp USB, thậm chí có thể truyền năng lượng điện cho những thiết bị cần điện để hoạt động. Thì cổng USB nó có hai loại, đó là loại có dây và loại không dây, nhưng một phổ biến nhất cũng là loại cổng USB có dây. Thì cổng USB không dây thường là ví dụ gần gũi với các bạn nhất là chuột không dây, thì nó sẽ có cổng USB cái đầu cắm cắm vào máy tính các bạn. Thì cái slide là ví dụ các hình ảnh ví dụ về các loại của USB. Thì phổ biến nhất hiện nay vẫn là cổng loại A và cổng loại C. Một cái cổng thứ hai, một cái cổng khác được nhắc đấy là cổng HDMI.
thì cái cổng này cho phép truyền tải hình ảnh và âm thanh thông qua một sợi cáp đến màn hình chiếu rộng lớn hơn như là tivi hoặc là máy chiếu. Ngoài ra thì đây là các ví dụ về các cổng kết nối với loại từng loại loại ổ đĩa, là đồ DVD khác nhau dành cho các ổ đĩa loại EDA hoặc là SATA hoặc là eSATA. Ngoài ra thì để sử dụng được mạng hoặc là kết nối máy tính với nhau thì mình sẽ sử dụng cổng các cổng để kết nối mạng. Thì các bạn có thể thấy là truyền hình là cái cổng các bạn thấy nhiều nhất là cổng mạng LAN, cái hình đầu tiên. Phần tiếp theo của mục 1 kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính, chúng ta sẽ nói về phần mềm máy tính. Phần mềm được định nghĩa là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ hoặc chức năng hoặc giải quyết một bài toán nào đó. Thì phần mềm có thể được chia làm hai loại là phần mềm hệ thống và thứ hai là phần mềm ứng dụng. Thì phần mềm hệ thống thường được gọi hay còn gọi là phần mềm hệ điều hành thì thường được sử dụng thì có là Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 10 hoặc là Linux hoặc là macOS. Thì khi mà nói đến các phần mềm được sử dụng trên máy tính đó, thì là vô số, không ai có thể ước lượng được. Vì phần mềm mới được sinh ra nhiều đến nỗi là có thể trong vài phút thì ở đâu đó trên thế giới lại xuất hiện một phần mềm mới. Thì riêng phần mềm ứng dụng thì chúng ta có thể có là ví dụ như là các phần mềm duyệt web, như là Chrome hoặc Firefox, phần mềm văn phòng thông dụng thì có thể là Microsoft Office hoặc là các phần mềm diệt virus. Phần mềm hệ thống là phần mềm máy tính thiết kế cho việc vận hành và điều khiển phần cứng máy tính và cung cấp một kiến trúc cho việc chạy phần mềm ứng dụng. Hệ điều hành hay phần mềm hệ thống hay còn gọi là hệ điều hành cho phép các phần của một máy tính làm việc với nhau bằng cách truyền dẫn dữ liệu giữa bộ nhớ chính và ổ đĩa hoặc xuất các dữ liệu ra thiết bị số. Thì sau đây mình xin giới thiệu cho các bạn các hệ điều hành. Thì hệ điều hành đầu tiên là MS-DOS. Thì MS-DOS là hệ điều hành có giao diện gần lại, thì được thiết kế cho các máy tính cá nhân và phổ biến trong suốt thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 cho đến khi là Windows 95 ra đời. Thì tiếp theo là hệ điều hành Windows. Thì hệ điều hành Windows có lẽ là phổ biến nhất cho với những người dùng cho người dùng hiện tại. Thì Windows là con chúng ta có thể có Windows 7 là hiện tại là đã ngừng ngừng được hỗ trợ. Thì hiện tại những phiên bản Windows được sử dụng nhiều là Windows 8 và Windows 10. Thì tiếp theo là hệ điều hành Linux. Thì Linux là hệ điều hành nền tảng mở nguồn mở và miễn phí. Thì nếu như chúng ta sử dụng Windows bản quyền và bộ Microsoft Office bản quyền thì chúng ta phải chi trả một khoản chi phí cho việc sử dụng chúng. Thì Linux thì chúng ta không cần phải bỏ ra xu nào, tại vì chúng ta vẫn có những tính năng đầy đủ. Thì bên Linux vẫn có ứng dụng văn phòng miễn phí như là Open Office hoặc là Library Office. Tiếp theo là Unix. Thì Unix là một hệ điều hành là hệ điều hành được phát triển vào thập kỷ 60. Thì nó là một hệ thống đa nhiệm, đa người dùng và ổn định đối với các máy chủ, máy trạm hoặc là các laptop. Thì các hệ thống Unix cũng có một giao diện đồ họa giống như là Windows của Microsoft, tạo nên sự dễ dàng cho người dùng. Thì hầu hết các hệ điều hành hiện tại
đều có thể nhóm lại thành hai nhóm khác nhau. Thì bên cạnh hệ điều hành được phát triển dựa trên Windows NT của Microsoft, thì gần như là mọi hệ điều hành khác đều là hệ điều hành của Unix. Thì các hệ điều hành như là Linux, macOS thì đều được gọi là hệ điều hành Unix-like, thì do chúng được phát triển trên nền tảng là Unix. Khi nói về phần mềm ứng dụng thì chúng bao gồm toàn bộ các chương trình chạy trên máy tính để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Thì các chương trình có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, từ quản lý truyền thông xã hội đến phần mềm năng suất để tạo hoặc chỉnh sửa các tài liệu hoặc là trình duyệt web. Thì ở đây chúng ta có các khái niệm về phần mềm máy tính. Thì đầu tiên là phần mềm miễn phí. Thì một phần mềm miễn phí tức là phần mềm chúng ta không không phải trả tiền, không phải trả bất kỳ chi phí nào và không hạn chế thời gian để chúng ta sử dụng. Thì chúng ta có thể tải tự do về từ Internet và có thể sao chép và sử dụng phần mềm đó. Cái thứ hai là phần mềm trả phí. Thì ngược với phần mềm miễn phí thì đối với phần mềm trả phí thì chúng ta phải trả một khoản chi phí nhất định cho một khoảng thời gian sử dụng hoặc là vĩnh viễn, để tùy theo hợp đồng của với cá nhân với đơn vị cá nhân sở hữu phần mềm. Tiếp theo là phần mềm mã nguồn mở. Thì phần mềm mã nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở. Thì giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc là đã thay đổi. Còn phần mềm dùng thử thì phần mềm dùng thử là loại phần mềm mà người dùng được dùng thử trong một thời gian, và khi hết thời gian dùng thử mà muốn dùng tiếp thì chúng ta phải trả tiền để mua bản quyền. Bản quyền phần mềm thì nó là quyền được sử dụng phần mềm đó một cách hợp pháp. Thì việc sử dụng phần mềm đó mà không không có bản quyền thì được xem như là sao chép phần mềm trái phép, và người vi phạm sẽ bị xử phạt theo luật xâm phạm quyền tác giả. Phần này chúng ta sẽ nói đến hiệu năng của máy tính. Thì khái niệm hiệu năng của máy tính sẽ là sự phụ thuộc vào các thiết bị hoạt động với nhau. Nếu mà ta nâng cấp một phần thiết bị của máy tính trong khi để các phần còn lại lỗi thời thì nó sẽ không cải thiện hiệu năng. Các yếu tố mà ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính sẽ gồm bao gồm là tốc độ của bộ xử lý trung tâm CPU, dung lượng của bộ nhớ là RAM, tốc độ cứng và tốc độ của mặt tất tất quạt đồ họa. Thì khi nói về tốc độ của bộ xử lý trung tâm CPU thì chúng ta nhắc đến tần số xung nhịp của nó được tính bằng các đơn vị như là MHz hoặc là GHz. Thì đối với những CPU cùng loại thì tần số này càng cao thì có nghĩa là tốc độ xử lý càng cao. Đối với những CPU khác loại thì điều này chưa chắc là đúng. Có nghĩa là chúng ta cần phải xem thử bộ nhớ đệm hoặc là số lõi của CPU. Còn đối với dung lượng RAM thì thường đó là nếu như mà máy tính mà sử dụng thấy dung lượng RAM sẵn có thì máy tính bắt đầu sử dụng ổ cứng để làm bộ nhớ ảo. Thì việc chuyển đổi dữ liệu giữa RAM và bộ nhớ ảo làm chậm máy tính xuống đáng kể, đặc biệt là khi cố gắng tải các ứng dụng hay là tập tin. Cho nên là việc tăng dung lượng của RAM cũng giúp phần tăng hiệu năng của máy tính. Thứ ba là tốc độ ổ cứng. Thì ở đây nếu chúng ta có thể tăng được tốc độ xử lý cho việc tìm, đọc, viết, chuyển dữ liệu của ổ cứng thì nó sẽ giúp tăng hiệu năng đáng kể của máy tính. Có thể là thay từ ổ cứng HDD sang ổ SSD để tăng tốc độ đọc viết của nó. Và cuối cùng là vai trò của bộ xử lý đồ họa. Thì nếu bạn mà chạy các trò chơi 3D hoặc là các chương trình chỉnh sửa video, tốc độ card đồ họa của bạn có thể trở nên quan trọng. Thì nó tốc độ của card đồ họa nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính. Card đồ họa sẽ giúp cho hiệu suất của máy tính bằng cách là nó nhận trách nhiệm xử lý đồ họa 3D và các nhiệm vụ phức tạp khác. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về mạng máy tính và truyền thông.
Thì về cơ bản mà máy tính là một nhóm có máy tính và thiết bị ngoại vi kết nối với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn như là cáp xoáng, cáp quang, sóng điện tử hoặc là tia hồng ngoại để truyền dữ liệu cho nhau. Thì khác với các cạm truyền hình chỉ là gửi thông tin đi, thì các bạn máy tính ở đây là luôn chia sẻ hai chiều. Tức là sao cho mà khi mà máy tính A gửi thông tin tới máy tính B thì máy tính B cũng có thể gửi trả lời lại thông tin cho máy tính A. Thì chúng ta sẽ tìm ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu là mạng máy tính là gì và phân biệt mạng LAN, mạng MAN và WAN, và các thông số đo tốc độ đường truyền cũng như là nhà cung cấp dịch vụ Internet. Thì khi nói về mà mạng phân biệt ba loại mạng mạng LAN, mạng MAN và WAN, thì đầu tiên đó là mạng LAN thì nó là mạng nội bộ, thì nó là mạng nội bộ hoặc là mạng cục bộ. Thì mạng LAN là mạng cục bộ có tốc độ cao nhưng đường truyền ngắn và chỉ có thể hoạt động trong một diện tích nhất định, ví dụ như là trong văn phòng, tòa nhà, trường đại học. Các máy tính được kết nối với mạng được phân loại rộng rãi dưới dạng mấy chỗ hoặc mấy trạm. Thì mạng LAN cũng chia được chia thành hai mạng LAN lớn và mạng LAN nhỏ. Thì đối với LAN nhỏ nhất thì nó chỉ sử dụng để kết nối hai máy tính với nhau thôi, còn ngược lại mạng LAN lớn nhất thì có thể là kết nối hàng nghìn máy tính với nhau. Thì mạng LAN thường được sử dụng để chia sẻ tài nguyên chẳng hạn như là lưu trữ dữ liệu và máy in. Thì ở đây là đặc điểm của mạng LAN là có băng thông lớn và chạy được các ứng dụng trực tuyến được kết nối thông qua mạng như là các cuộc hội thảo, chiếu phim. Phạm vi kết nối có giới hạn tương đối nhỏ nhưng chi phí lại thấp và cách thức quản trị của mạng cũng đơn giản. Tiếp theo là mạng MAN, tức là mạng đô thị. Thì mạng MAN chính là mô hình mạng được kết nối từ nhiều mạng LAN với nhau thông qua dây cáp và các phương tiện truyền dẫn. Phạm vi kết nối là trong một khu vực rộng như là trong một thành phố. Thì đối tượng chủ yếu mà sử dụng mô hình mạng MAN thì đó là các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hoặc là nhiều bộ phận kết nối với nhau. Mục đích của việc sử dụng mạng MAN trong doanh nghiệp là vì mô hình mạng này giúp cung cấp cho doanh nghiệp rất nhiều loại hình dịch vụ và giá trị gia tăng cùng lúc trên một đường truyền kết nối về voice, data, video. Hơn hết, dịch vụ này cũng cho phép triển khai các ứng dụng chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Thì đặc điểm của mạng MAN thì tức là băng thông của nó là trung bình nhưng mà phạm vi kết nối là tương đối cao. Cuối cùng là mạng WAN. Thì mạng WAN là mạng diện rộng. Thì mạng WAN là sự kết hợp giữa mạng LAN và mạng MAN nối lại với nhau thông qua vệ tinh, cáp quang hoặc là cáp dây điện. Thì mạng diện rộng này vừa có thể kết nối thành mạng riêng, vừa có thể tạo ra những kết nối rộng lớn bao phủ cả một quốc gia hoặc là trên toàn cầu. Nếu như băng thông của mạng LAN là cao nhất thì băng thông của mạng WAN là thấp nhất, là do kết nối của nó rất là yếu, nên kết nối của nó rất là yếu. Khả năng truyền tín hiệu kết nối rất rộng và không bị giới hạn. Ngược lại thì chi phí lắp đặt của mạng WAN thì cao và cách thức quản trị cũng phức tạp. Tóm lại, để so sánh ba mạng LAN, MAN và WAN, mình có tổng hợp lại thành một bảng so sánh như sau. Thì đối với mạng LAN thì phạm vi là nhỏ, còn mạng MAN thì phạm vi chia sẻ lên đến 50 km, còn mạng WAN thì phạm vi chia sẻ không giới hạn, có thể là trên toàn cầu. Thì về tốc độ truyền dữ liệu của mạng LAN thì nó là lớn, có thể lên đến 10 Gbps/giây, còn mạng MAN thì trung bình ở giữa mạng LAN và mạng WAN. Còn mạng WAN thì tốc độ truyền dữ liệu của nó, tốc độ truyền dữ liệu ở băng thông nó lại thấp, là từ chỉ có thể lên đến 10 Mbps/giây. Thì về việc quản trị mạng thì nó quản trị mạng cho mạng MAN và WAN thì nó phức tạp, nhưng mà dành cho mạng cục bộ thì nó lại đơn giản. Còn chi phí lắp đặt thì cũng tương tự. Đối với việc quản trị mạng thì chi phí lắp đặt cho mạng LAN là thấp nhất. Tiếp tục là mạng MAN thì cao và mạng WAN là vì có phạm vi chia sẻ lớn cho nên là chi phí lắp đặt của nó rất là cao. Ở phần này chúng ta sẽ nói về thông số đo tốc độ đường truyền. Thì đường truyền là hệ thống các thiết bị truyền dẫn có dây hay không dây dùng để chuyển các tín hiệu điện tử từ máy tính này sang một máy tính khác. Thì tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền
còn được gọi là thông lượng của đường truyền. Thường thì được tính bằng số lượng bit được truyền đi trong một giây, bit per second. Thì một đơn vị đo tốc độ đường truyền dẫn khác là megabyte trên giây, được ký hiệu là MB với chữ MB viết hoa, per second, hoặc là MB xịt 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 S là mê trên giây đó. Thì mỗi mỗi một megabyte trên giây thì nó sẽ tương ứng với là 1024 kilobyte trên giây, và nó sẽ có giá trị là 1024 nhân 1024 nhân cho 8 bit trên giây. Thì hiện tại thì Internet đã trở nên phổ biến với mọi người rồi. Thì khái niệm mạng Internet nó sẽ là một liên kết các mạng trên toàn thế giới lại với nhau. Thì Internet trở thành một xa lộ thông tin liên lạc cho hàng triệu người sử dụng. Internet ban đầu thì được hạn chế do chỉ cho dành cho các tổ chức quân sự và học tập. Nhưng mà ngày nay thì Internet có hàng tỷ trang web được tạo ra bởi con người cũng như là và các công ty từ các nơi trên thế giới. Internet cũng có hàng ngàn dịch vụ giúp cho những cuộc sống trở nên thuận tiện hơn. Thì những nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc là nhà cung cấp dịch vụ nối mạng thì người ta chuyên cung cấp các giải pháp kết nối mạng trên toàn cầu cho các đơn vị tổ chức hoặc là cho các cá nhân người dùng. Thì một vài nhà cung cấp dịch vụ Internet phổ biến hiện nay ở Việt Nam là VNPT, FPT Telecom, Viettel, Netnam hoặc là CMC Telecom.